rau ngổ, món ăn dân dã quen thuộc của người miền Tây của chúng tôi. Và hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người món ngon này, để nếu có dịp mọi người hãy vào bếp thử thực hiện một lần để thưởng thức cái món ngon độc đáo này nha. Đầu tiên đó là ở đây mình có cá lóc, người miền ngoài thì người ta gọi là cá quả mọi người. Đó, sau khi mình làm sạch rồi, mình ướp vào đây với một ít củ nén nè, để cho nó bớt mùi tanh đi và nó tạo độ thơm cá hấp. Nó giống như món cá lóc hấp bầu vậy, nhưng mà mình bỏ cái phần tiêu trong công thức nêm nếm gia vị, muối, đường, bột ngọt hoặc là hạt nêm và một xíu nước mắm ngon. Còn rau ngổ, sau khi mọi người mua về đó thì mình sẽ, do nó đắng cho nên mình sẽ bỏ bớt cái phần lá đi, mình chừa lại một ít trong cái cuốn lá thôi. Rồi lật đoạn dài vừa ăn, nó có này khoảng 10cm á. Mình ướp cái cá này trong khoảng thời gian là 30 phút đến 1 tiếng, tùy theo số lượng cá ít hay nhiều. Sau đó mình sẽ xếp cái này vào nồi và mình hấp rau ngổ, nó nhẫn nhẫn á, thì mình sẽ hấp với nước lọc. Còn đối với cá lóc hấp bầu, nếu bạn muốn ngon thơm thì chúng ta sẽ cho cái phần nước dừa tươi vào một xíu, khoảng chừng 200ml. Hoặc là đối với cá lớn á, còn cá nhỏ khoảng 100ml thôi là nó sẽ ngon tuyệt vời, có độ ngọt thanh. Đó, mình sau khi mình ướp rồi ở đây, mình sẽ sắp vào trong nồi hấp. Khi cá chín rồi thì đây, lúc này thì cá vừa chín rồi, mình sẽ nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình mình. Và tiếp đến là mình sẽ cho cái phần rau ngổ vào đây. Và để giữ được cái ngon, cái giòn của rau ngổ thì khi chúng ta cho vào thì mình sẽ tắt cái bếp đi. Rau ngổ nó chín quá nó sẽ làm đắng nhiều á, mình sẽ khó ăn. Vừa chín tới thì nó sẽ ngon hơn mọi người nhé. Món cá hấp rau ngổ rất là nhanh, đơn giản, dễ làm, có thể thực hiện bất cứ lúc nào bạn muốn. Và ăn cái loại rau này thì nó rất là mát và nó tốt cho sức khỏe nữa. Đây, mình sẽ đậy nó lại, đợi khoảng thêm 3 phút nữa thì mình có thể thưởng thức được nó rồi, ăn với cơm nóng với một ít cá lóc kho tiêu nữa thì rất là ngon. Cái màu rau chín rất là xanh và đẹp đây, mùi thì rất là thơm và không còn nghe mùi tanh của cá nữa. Khi phần cá lóc của mình đó, mình hấp khoảng chừng 15 đến 20 phút ở nhiệt độ lửa vừa thì nó sẽ chín mềm. Và lúc này mọi người sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình. Tiếp đến là mình cho cái phần rau ngổ vào đây. Và mọi người cũng nên chú ý là cho cái rau ngổ này nó vừa chín tới thôi, để nó giữ được cái độ giòn. Bên cạnh đó là nó cũng bớt đắng hơn, khi mình chín mềm quá nó nhẫn nhiều quá khó ăn mọi người nhé. Còn trong phần ướp cá thì ở đây mình ướp 3 muỗng hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối và 5 muỗng cà phê đường. Tại vì khẩu vị của người miền Tây cho món này thì nó hơi ngọt á, lát nữa mình ăn với nước mắm chua ngọt. Và bên cạnh đó thì mình có thêm cái là cá lóc kho tiêu, ăn kèm với món này thì rất là ngon nhé. Đây, cá lóc của mình này vừa chín tới là rất là ngon ạ. Cái thịt cá lúc này nó rất là ngọt và rất là thơm, và nó được khử mùi tanh bởi cái củ nén á, nó vừa tốt cho sức khỏe và nó khử được cái mùi tanh nữa. Món cá hấp như thế này á, nó rất là ngon. Mọi người có dịp thì mình nên thử một lần nha. Bây giờ thì mình chỉ cần dọn ra đĩa và mời cả nhà vào cùng thưởng thức thôi.